đối mặt với chất vấn từ các nhà lập pháp Đức vào ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Olaf Scholz một lần nữa nói không với việc chuyển tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine. Ông Scholz nói, thận trọng không phải là điều mà người ta có thể coi là điểm yếu. Thận trọng là điều mà công dân nước ta được hưởng. Ngày 14 tháng 3, Bundestag, Hạ viện của Quốc hội Đức đã bỏ phiếu chống lại đề nghị gửi Taurus đến Kiev lần thứ ba trong năm 2024. Ukraine đã đề nghị Berlin cung cấp một trong những tên lửa tầm xa mạnh nhất vào cuối tháng 5 năm 2023 nhưng nhận được phản hồi không chắc chắn và sau đó là những lời từ chối nhất quán. Gần một năm sau, Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Điều này đã góp phần khiến thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka ở Donetsk thất thủ và có thể gây ra nhiều tổn thất hơn. Điều gì đằng sau sự tha thiết của Ukraine về việc muốn nhận Taurus và tại sao Đức liên tục từ chối cung cấp loại vũ khí đặc biệt này cho Kiev? Uy lực mạnh mẽ Taurus là tên lửa hành trình do Đức, Thụy Điển cùng hợp tác sản xuất có tầm bán hơn 500 km, vượt xa khả năng của các tên lửa khác của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng. Storm Shadow của Anh cùng với SCALP tương đương của Pháp có tầm bắn lên tới 250 km, trong khi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân gọi tắt là ATACMS được Mỹ chuyển giao cho Ukraine chỉ có thể bay được khoảng 160 km. Với lợi thế này, Taurus sẽ giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu hơn ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát và trên lý thuyết cũng có thể vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Sau khi phóng, quả đạn bay ở độ cao 35 mét khiến radar khó phát hiện và giúp nó vượt qua các hệ thống phòng thủ. Taurus được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất và được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc, bao gồm các sở chỉ huy và cầu của đối phương. Cầu Kurs, hay còn gọi là cầu Krem, tuyến đường cung cấp và vận chuyển quan trọng cho lực lượng nga tới Krem và các vùng lãnh thổ bị kiểm soát khác, có thể trở thành mục tiêu nếu Kiev được trang bị loại vũ khí này. Cây cầu Krem dài 19 km, từng bị tấn công bởi xuồng không người lái hải quân Sibaby do Ukraine sản xuất chuyên gia công nghệ tên lửa Fabian Hoffman tại Đại học Oslo của Na Uy cho biết, Taurus là hệ thống vũ khí tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây để đánh sập các cây cầu. Vì vậy, trên lý thuyết, nếu Ukraine muốn đánh sập cầu Kursk, thì Taurus sẽ là hệ thống vũ khí lý tưởng để làm điều đó. Được trang bị đầu đạn tinh vi, Taurus có thể được lập trình để phát nổ sau khi bắn trúng một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như bong ke và có thể xuyên qua nhiều lớp vật cản trước vụ nổ cuối cùng để gây sát thương tối đa. Đức được cho là có khoảng 600 tên lửa tầm xa Taurus, 150 trong số đó đã sẵn sàng triển khai. Ukraine không sở hữu những loại máy bay phương Tây có thể mang tên lửa Đức. Theo Tập đoàn Chế tạo Vũ khí MBDA, Taurus có thể dễ dàng thích nghi. Với các máy bay chiến đấu F-16 sắp được triển khai ở Ukraine hay Gripen, một loại máy bay thụy điển đang được xem xét chuyển giao và đã được các phi công Ukraine thử nghiệm thành công. Các chuyên gia tin rằng Taurus khó có thể thay đổi cuộc chơi và Ukraine cần nó chủ yếu để bổ sung kho vũ khí tầm xa của mình. Som Sado, SCALP-EG, sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ cạn kiệt. Taurus là một tên lửa hành trình đầy uy lực khác mà người Ukraine có thể sử dụng để mở rộng khả năng tấn công tầm xa của mình. Đây là một lợi thế chính, ông Hoffman nói. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron đã đề xuất ý tưởng trao đổi vòng tròn, có nghĩa là London cung cấp thêm cho Ukraine tên lửa Storm đầu để đổi lấy việc Đức bổ sung vào kho tên lửa tầm xa của Anh. Trong khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng việc khoán đổi sẽ là một lựa chọn, thì Thủ tướng Scholz lại bác bỏ ý tưởng này. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Berlin liên tục từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, khi xung đột bùng nổ, Đức lập tức trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine chỉ sau Mỹ. Viện Kinh tế Thế giới Kiev tính toán rằng viện trợ quốc phòng của Đức lên tới 17,7 tỷ euro, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù vậy, việc cung cấp các thiết giáp hạng nặng hơn như xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder luôn gặp phải sự chậm trễ kéo dài. Kiev đã nhiều lần hứa sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nói, chúng tôi cần Taurus phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sâu trong hậu tuyến trên lãnh thổ Ukraine. Bất chấp lời hứa của Kiev về việc không dùng tên lửa sai mục đích, ông John vẫn tỏ ra lo ngại khi nói rằng Taurus có thể tấn công Moscow nếu Ukraine sử dụng. Trước đó, ông John được cho là muốn cắt giảm tính năng để tên lửa không thể tấn công vào lãnh thổ Nga. The Spiegel đưa tin, bình luận về điều này, đại sứ Ukraine tại Berlin, Oleksiy Makiyev đã so sánh với lệnh cấm vượt qua nửa sân của đối thủ. Chuyên gia Hoffman nói, một kịch bản ác mộng đối với Thủ tướng John là Ukraine sẽ sử dụng Taurus để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về mặt chính trị bên trong Nga. Ông John lo ngại rằng điều này có thể leo thang chiến tranh và đẩy Đức vào tình thế thù địch trực tiếp với Nga. Về cơ bản, điều này có nghĩa là ông John thiếu niềm tin vào giới lãnh đạo Ukraine để không phá vỡ bất kỳ lời hứa nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan rằng Thủ tướng Scholz có thể chuyển tên lửa tầm xa sang Ukraine nếu người đồng cấp Mỹ Joe Biden quyết định chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa vốn đã có mặt trên chiến trường với số lượng nhỏ. Trước đó, Berlin đã nối gót Washington trong việc bán giao hệ thống phòng không Patriot đầu tiên cho Ukraine vào đầu năm 2023. Tôi nghĩ chủ yếu là cuộc tranh luận của người Đức và có lẽ chúng ta đã có điểm cuối cùng về những gì Thủ tướng đã nói, Tôi không chắc chắn về điều đó vào lúc này, Thomas Quigold, nhà báo và chuyên gia quốc phòng người Đức, nói với DVK. Ông Hoffman ước tính cơ hội của Ukraine để có được tên lửa Taurus là rất nhỏ. Các chuyên gia tin rằng vấn đề này có thể đảo ngược chỉ khi có những thay đổi chính trị ở Đức. Điều khó xảy ra trong tương lai gần. Vào ngày 1 tháng 3, đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa bốn sĩ quan Đức được kênh AT công bố đã tạo ra một vụ bê bối ở Đức. Họ thảo luận về giả thuyết cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, khả năng tấn công cầu Crimea và việc huấn luyện quân đội Ukraine. Berlin xác nhận các cuộc thảo luận nhạy cảm là có thật nhưng không thể nói liệu đoạn ghi âm dài 38 phút có bị chỉnh sửa hay không. Cuộc điều tra cũng đã được bắt đầu. Đây là một cuộc tấn công thông tin kết hợp, nó gây chia rẽ, nó nhằm phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Chúng ta không được cục ngã trước ông Putin. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói và nhấn mạnh rằng vụ việc chỉ xảy ra một lần. Trên thực tế, đoạn ghi âm đã bộc lộ những lỗ hổng trong an ninh liên lạc trong quân đội Đức, nhưng đồng thời cũng vạch trần cái gọi là rào cản kỹ thuật, một trong những lập luận của Berlin về việc không gửi Taurus đến Ukraine. Trong số những lý do mà ông Trôn đưa ra để không cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là không thể sử dụng chúng nếu không có sự tham gia của binh lính Đức. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, những nước có sẵn Taurus đã được huấn luyện thành công cách vận hành tên lửa mà không có sự giám sát thường xuyên của Berlin. Chuyên gia Hoffman nói, các quan chức cấp cao của Đức đã chỉ ra trong cuộc thảo luận về một số phương thức để đảm bảo rằng người Ukraine có thể sử dụng Taurus một cách hiệu quả, dù có hoặc không có sự tham gia của Đức. Nếu Mỹ có thể quyết định cung cấp những tên lửa đó, tức là ATACMS, có thể quan điểm của Đức cũng có thể thay đổi. Mặt khác, nếu bạn muốn sát cánh cùng các đồng minh, tại sao không sát cánh cùng Anh và Pháp? Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ, nhà báo Wigol nói thêm. Moscow đổ lỗi cho Ukraine vì đã tấn công các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu của Nga trong các cuộc tấn công ngày càng gia tăng trong năm nay và Kiev thường không nhận trách nhiệm trực tiếp. Qua đêm ngày 16 tháng 3, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar sau cuộc tấn công do cơ quan an ninh nhà nước Ukraine gọi tắt là SBU và lực lượng đặc biệt Ukraine chỉ đạo, theo hãng tin Sputnik của Ukraine. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng Nga đã chặn các máy bay không người lái, nhưng các thiết bị này đã kịp gây ra vụ cháy, mà theo nhận xét của Supinin, đây là cuộc tấn công thành công thứ 12 của SBU vào các cơ sở dầu mỏ của Nga, chưa kể đến vụ thứ 9 trong vòng một tuần. Các cơ sở dầu mỏ trên khắp một khu vực rộng lớn của Nga đã trở thành mục tiêu, bao gồm ở Ryazan và Pervizavod, phía nam Moscow vùng Rostov gần biên giới Ukraine, Nizhny Novgorod cách thủ đô 300 dặm về phía đông và Kyrgyzstan gần Saint Petersburg. Bloomberg cho biết các nhà máy lọc dầu đã ngừng hoạt động vào tuần trước vì các cuộc tấn công chịu trách nhiệm cung cấp 12% công suất lọc dầu quốc gia của Nga. Thomas O'Donnell, nhà phân tích địa chính trị và năng lượng có trụ sở tại Berlin, nói với Newsweek, điều này hơi giống một ván cờ mà chúng tôi đang xem, chúng tôi thực sự không biết chiến thuật thực sự hay mục đích thực sự của hai bên là gì. O'Donnell nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở phía đông khu vực Donbass nhằm mục đích phá vỡ khả năng của Nga trong việc cung cấp các sản phẩm tinh chế, đặc biệt là dầu diesel cho khu vực địa phương. Điều đó rất quan trọng trong việc cung cấp trang thiết bị cho quân đội ở Ukraine. Trong khi đó, các cuộc đình công ở các địa điểm xa hơn về phía Bắc ở Nga tác động tiêu cực đến lượng dầu có nhiều khả năng được xuất khẩu nhiều nhất và điều đó làm giảm doanh thu. Kênh Telegram thân Nga Military Observer dẫn lời Igor Yusov, nhà phân tích từ Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga, về việc các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu có nhiều vấn đề hơn so với các cuộc tấn công vào kho nhiên liệu. Các cuộc tấn công vào kho chỉ gây ra vấn đề chiến thuật ngắn hạn vì nhiên liệu bị đốt cháy, nhưng sản phẩm dầu mỏ có thể dễ dàng thay thế. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu nghiêm trọng hơn vì đây là những cơ sở phức tạp về công nghệ và việc sửa chữa rất phức tạp do các lệnh trừng phạt đã hạn chế nguồn cung cấp thiết bị lọc dầu của phương Tây. Truyền thông Nga đưa tin việc các nhà máy lọc dầu buộc phải tạm dừng hoạt động đã khiến giá xăng AI95 trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế xanh Petacua tăng vọt lên mức cao nhất hàng ngày trong 6 tháng vào thứ tư tuần trước. Nhà nghiên cứu toàn cầu của trung tâm Queenston O'Donnell cho biết, nếu các cuộc tấn công tiếp tục làm tổn hại đến khả năng lọc dầu của Nga thì họ sẽ muốn xuất khẩu thêm dầu thô và sau đó họ sẽ chống lại giới hạn giá. O'Donnell cho biết, nếu Nga bắt đầu đưa nhiều dầu hơn ra thị trường, giá sẽ giảm và họ sẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng mọi người sẽ trả ít hơn.